Cô Huyền xin chào tất cả các bố mẹ và các con yêu. Chào mừng bố mẹ và các con đã quay trở lại với bài học tiếp theo của cô Huyền trong chuỗi video dạy học tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học tiếp bài 3, chủ đề Bạn bè của em. Và hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học một đoạn trích trong một đoạn truyện nổi tiếng của thế giới mà trẻ em rất yêu thích. Đó là truyện Cuộc phiêu lưu của Mít và các bạn. Truyện được viết bởi một nhà văn người Nga tên là Nosop. Đoạn truyện vui này nói về ham thích làm thơ của bạn Mít. Vậy bạn Mít làm thơ như thế nào? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc 2 Mít làm thơ. Cô mời các con giở sách giáo khoa trang 25 hoặc hướng lên màn hình. Bây giờ cô sẽ đọc bài đọc 2 Mít làm thơ. Các con hãy đọc thầm theo cô nhé. Mít làm thơ. Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Một lần, Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Hoa Giấy bảo, thơ phải có vần. Hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Cậu hãy tìm một tiếng vần với bé xem nào. Phé, Mít đáp. Phé là gì? Vần thì vần, nhưng phải có nghĩa chứ. Mình hiểu rồi, thật kỳ diệu. Về đến nhà, Mít đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành. Mít gọi các bạn đến, tặng thơ. Đây là thơ tặng Biết Tuốt. Một hôm, đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Biết Tuốt la lên, tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ? Nói cho có vần thôi, Mít giải thích. Vần gì thì cũng phải đúng sự thật chứ. Các bạn không muốn nghe thơ Mít nữa. Họ cho là Mít định chế giễu họ và dọa không chơi với Mít. Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ, theo Nosop, Vũ Ngọc Bình dịch. Vậy là các con đã vừa nghe cô đọc bài Mít làm thơ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài đọc này nhé. Trong câu Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Các con hiểu ngộ nghĩnh là như thế nào? À, ngộ nghĩnh là có những nét hay hay, khác lạ, buồn cười một cách đáng yêu. Một lần, Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Các con hiểu thi sĩ là gì? À, thi sĩ chính là nhà thơ đấy các con ạ. Trong bài còn có từ kỳ diệu. Các con hiểu kỳ diệu là gì? Kỳ diệu chính là lạ và hay, làm người ta phải ca ngợi. Cuối cùng là cá chuối. Các con đã nhìn thấy cá chuối bao giờ chưa? Cá chuối hay còn gọi là cá quả, cá lóc, cá trầu là một loài cá sống ở nước ngọt, thân tròn và dài. Đây chính là hình ảnh con cá chuối đấy các bạn ạ. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu ở trong bài này nhé. Các con hãy ấn tạm dừng video và đọc từng câu của bài đọc này nào. Trong khi đọc bài, các con thấy có từ nào khó? Cô cho chúng mình cùng nhau luyện đọc một số từ khó nhé. Ngộ nghĩnh. Ngộ nghĩnh. Bắt vần. Bắt vần. Kỳ diệu. Kỳ diệu. Bứt tai. Bứt tai. Hoàn thành. Hoàn thành. Biết Tuốt. Biết Tuốt. Chế diễu. Chế diễu. Bây giờ cô sẽ chỉ vào các từ và các con đọc to một lần nữa nhé.
Vậy là các con đã vừa luyện đọc một số từ khó rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang luyện đọc từng đoạn của bài đọc này nhé. Bài đọc này được chia làm hai đoạn ứng với số thứ tự ở trong bài đọc, đoạn 1 và đoạn 2. Bây giờ các con hãy ấn tạm dừng video để đọc đầu bài đọc và đọc đoạn 1 cho cô nào. Các con nghe cô đọc. Mít làm thơ. Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Một lần, Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Hoa Giấy bảo, thơ phải có vần, hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Cậu hãy tìm một tiếng vần với bé xem nào. Phé, Mít đáp. Phé là gì? Vần thì vần, nhưng phải có nghĩa chứ. Mình hiểu rồi, thật kỳ diệu. Về đến nhà, Mít đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành. Các con ấn tạm dừng video để đọc tiếp đoạn 2 nào. Các con nghe cô đọc đoạn 2. Mít gọi các bạn đến tặng thơ. Đây là thơ tặng Biết Tuốt. Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Biết Tuốt la lên, tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ? Nói cho có vần thôi, Mít giải thích. Vần gì thì cũng phải đúng sự thật chứ. Các bạn không muốn nghe thơ Mít nữa. Họ cho là Mít định chế giễu họ và dọa không chơi với Mít. Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ. Chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng đoạn của bài đọc này rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc toàn bài đọc nhé. Các con hãy ấn tạm dừng video để đọc toàn bộ bài đọc này nào. Bây giờ các con hãy nghe cô đọc bài đọc này nhé. Mít làm thơ. Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Một lần, Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Hoa Giấy bảo, thơ phải có vần. Hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Cậu hãy tìm một tiếng vần với bé xem nào. Phé, Mít đáp. Phé là gì? Vần thì vần, nhưng phải có nghĩa chứ. Mình hiểu rồi, thật kỳ diệu. Về đến nhà, Mít đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành. Mít gọi các bạn đến tặng thơ. Đây là thơ tặng Biết Tuốt. Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Biết Tuốt la lên, tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ? Nói cho có vần thôi, Mít giải thích. Vần gì thì cũng phải đúng sự thật chứ. Các bạn không muốn nghe thơ Mít nữa. Họ cho là Mít định chế giễu họ và dọa không chơi với Mít. Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ. Vậy là chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài đọc Mít làm thơ. Để tìm hiểu nội dung của bài đọc này, chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Đó là phần đọc hiểu. Câu 1. Ai dạy Mít làm thơ? Để biết ai dạy Mít làm thơ thì các con hãy đọc lại đoạn 1 của bài đọc này nhé. Các con hãy ấn tạm dừng video để đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi nào. Ở trong đoạn 1 thì chúng mình thấy Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Vậy người dạy Mít làm thơ là thi sĩ Hoa Giấy. Câu số 2. Mít tặng Biết Tuốt câu thơ như thế nào? Chúng mình hãy đọc đoạn 2 để trả lời được câu hỏi này nhé.
Các con đã tìm ra Mít tặng Biết Tuốt câu thơ như thế nào chưa? À, Mít tặng Biết Tuốt câu thơ: Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Chúng mình cùng nhau chuyển tiếp sang câu 3. Vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít? Các con hãy đọc đoạn 2 để trả lời câu hỏi này nhé. Các con đã có câu trả lời chưa nào? Các bạn tỏ thái độ giận dỗi với Mít vì cho rằng Mít làm thơ để chế giễu họ. Ở trong bài đọc này chúng mình thấy là bạn Mít vừa mới học làm thơ nhưng đã muốn làm thơ để tặng các bạn. Tuy nhiên là lời thơ của bạn Mít thì còn rất vụng về nên chưa đúng sự thật. Vì vậy đã khiến cho các bạn của Mít hiểu lầm rằng Mít muốn chế giễu họ. Vậy các con hãy nói 1 đến 2 câu để giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít. Ở đây có câu mẫu: Xin lỗi các cậu, tớ mới tập làm thơ mà. Bây giờ các con hãy ấn tạm dừng video để nói 1 đến 2 câu. Nói giúp Mít, giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít nhé. Các con đã vừa nói gì để giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít nào? Ở đây, cô có một câu như sau: Tớ mới tập làm thơ nên mới viết như thế. Các cậu đừng giận tớ nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong 4 câu hỏi của phần đọc hiểu rồi đấy. Qua bài đọc Mít làm thơ thì chúng mình thấy được là bạn Mít rất là yêu quý các bạn của mình. Tuy vừa mới học làm thơ nhưng Mít đã nghĩ ngay đến các bạn và muốn làm thơ để tặng các bạn. Tuy nhiên, Mít mới làm thơ nên còn vụng về và lời thơ chưa đúng sự thật nên đã bị các bạn hiểu lầm. Bài đọc này khuyên chúng mình hãy biết tha thứ cho sự vụng về của những người bạn của mình đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của tiết học ngày hôm nay, đó là phần luyện tập. Theo lời hoa giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Để làm được bài 1 này, chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại đoạn 1 của bài đọc Mít làm thơ. Các con hãy ấn tạm dừng video để tìm hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào nhé. Câu trả lời của các con là gì? Theo lời hoa giấy, hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Chúng mình chuyển tiếp sang câu số 2 nào. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt. Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Nào các con thấy câu thơ Mít tặng Biết Tuốt có những tiếng bắt vần với nhau là những tiếng nào? Các con đã thấy chưa nhỉ? Những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt là suối, chuối. Chúng mình thấy tiếng suối và tiếng chuối có vần hoàn toàn giống nhau, đó là vần uôi. Ở nhà các con có thể chơi trò chơi tìm những tiếng bắt vần với tên của mình. Cô lấy ví dụ như tiếng bắt vần với tên của cô Huyền, đó chính là tiếng thuyền. Và ở nhà các con hãy tìm những tiếng bắt vần với tên của mình cùng với người thân và những người bạn của mình nhé.
Các con thân mến, bài học ngày hôm nay chúng mình đã cùng nhau đọc và tìm hiểu bài Mít làm thơ. Ở nhà các con hãy ôn lại bài này một lần nữa và các con hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của mình về những điều đã học được trong tiết học ngày hôm nay nhé. Nếu bố mẹ và các con thấy video bài giảng này hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng mới nhất nhé. Hẹn gặp lại bố mẹ và các con trong những video bài giảng tiếp theo. Tạm biệt!